Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một con máy dầu NFA60 anh em ơi. Nó có số seri là 020435. 020435. Chiều nay em lên hết máy dầu nhờ cô chú anh chị tham khảo giùm em nha. Ngoại hình thì máy nó gì đây, các gió thì nó gì đây, còn đen thui luôn á, nước gió nó còn rất là đẹp luôn, nhưng mà có cái lá thì nó hơi sóc sóc gì nè, nó không có thẳng hàng như người ta, nhưng mà cái nước nó màu đen còn rất là mới luôn. Còn cái khoen này thì bên em gắn nè, khoen này bên em gắn nó khoen mới, còn máy thì nó không có khoen. Bình dầu rất là đẹp luôn cô chú ơi, dầu đẹp. Cái dòng NF này mà cô chú anh chị mà có cái chạy oxy ha, trong đường em thấy là đa số là chạy oxy, hoặc là nếu mình có điều kiện bà con cô bác mình bơm nước ruộng á, nó xài nó dùng chữ là nó siêu bền. Còn thôi mình kéo néo về thuốc mình làm những công việc mà cảm nói chung là quan trọng á, sợ rủi ro là những cái dòng NF hoặc là Kubota, thì anh em cứ lựa chọn hai dòng đó là rất ok luôn. Mình xài mình đi đâu mình giao lại cho con cháu, hoặc là mình đưa vô những công việc này thấy nó quan trọng mà nó hơi nguy hiểm thì anh em giao cho trọng trách cho những cái thằng có thương hiệu lớn giúp thì khỏi lo, nói chung là không có gặp vấn đề lo lắng gì hết. Ngoại hình thì máy này nó nguyên bản luôn, khi về là nó nguyên bản, nhưng mà nó thiếu cái tông nè, thiếu cái tông poly, thiếu tông poly bởi vì nó nhìn cái máy nó hơi trụi trụi như sao á. Còn cái dòng máy này thiết kế cái đóng khối nó quay dưới đất nên phải đóng cái chân nền rất là cực luôn á, mấy đứa cháu đóng chân nền rất là cực, người ta đóng với cận cây thân ngang thân xuôi ông này phải chấp thêm khúc nữa. Không biết người ta thiết kế cái gì, nếu giờ có điều kiện mình gắt đây mình quay cái bu lên, em nghĩ nó sẽ tiện hơn. Rồi nhờ con test hàng cho cô chú mình coi tài. Rồi cái em cũng xin báo với cô chú anh chị là những cái phần em hỗ trợ cho cô chú anh chị nè,
Thứ nhất là cái phần này bên em sẽ tặng tùy theo mục đích của mình nha. Bơm nước ruộng thì bên em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình là cái tôm bơm nước. Còn nếu mà kéo nén xịt thuốc không thôi, kéo đi mô phát điện không thôi là mình sử dụng mục đích khác. Mà còn tôm bu ly thì bên em sẽ tặng cái tôm bu ly. Còn phần riêng về cái bu này nè, là bên em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình là em sẽ quay nó lên, cắt ở ngoài đây quay nó lên để nó quay xuống dưới nhìn nó xấu quá, người quay quái. Cái máy này thì quá chị em, rồi em cũng xin báo giá cho cô chú anh chị luôn ha. Cái máy này em bán cho cô chú là 8.6 triệu, bao ship toàn quốc. Cô chú anh chị nào mà tham khảo thấy nó vừa con mắt ha, phù hợp với túi tiền của mình, hoặc là cái nhu cầu của mình thấy những cái dòng máy này mà mình sử dụng oxy không thôi, những gì mà thấy nó hợp lý ha, thì mua tham khảo ủng hộ giùm em. Còn riêng đối với cái phần cái ga này nè, thì bên em nhớ cô chú này là quyền lợi cô chú ha, bên em sẽ chế cho mình cái tay lên ga, nhưng mà nhờ cô chú nhắc giùm em ha. Con có bút lông thì con ghi đây là bên em chế cái miếng cái ga này là cái ga chết miễn phí cho cô chú anh chị ha. Rồi cái giá bán bên em bán cái máy này là 8.6 triệu bao ship, 8.6 triệu bao ship cô chú. Cái này là NFAD6 bét kim lộn, anh xin tính chính lại bét lớn, NFAD6 bét lớn. Cái dòng này là nó rất là mạnh luôn, nó mạnh hơn bét kim. Bét kim thì nó thao dầu hơn, nhưng mà nói về cái độ bốc hơn thì cái bét lớn nó mạnh hơn anh em ơi. Rồi em xin tính chính lại nha, cái máy này em bán cho cô chú là 8.6 triệu, 8.6 triệu bao ship toàn quốc. Cô chú anh chị nắm làm được cái máy này thì alo giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú ơi, chào cô chú.